Rồi tình hình tối nay là con heo mình nó chuẩn bị đẻ các bạn. Nó ăn xong nó nằm ngủ nè. Để một tí mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nha. Còn mấy bầy này thì đang bú. Để mua lát nữa mình dời cái camera này lại đây để mình quan sát nó. Mình không cần canh, mình chỉ nhìn camera thôi. Bây giờ mình kiểm tra sữa cho các bạn xem nha. Ba vú ở phía sau là mình kiểm tra rồi. Bây giờ mình kiểm tra mấy vú đầu nè. Các bạn thấy sữa nó chảy ra luôn không? Coi vú đầu này có không? Đó, nó bắn thành tia luôn đó các bạn. Tối nay là con heo này nó đẻ nè. Các bạn đón thử con heo này được bao nhiêu con nha. Cái này là nái 2 máu CP, con đó là 3 máu nha các bạn. Rồi để tối nó đẻ thì mình cập nhật tình hình cho các bạn xem thêm nha. Con này bụng cũng to đó các bạn. Rồi con nái mình bây giờ hiện tại là nó bể nước ối nè các bạn. Nó chuẩn bị gặn con ra nè các bạn. Nó gặn nãy giờ mà mình chưa thấy ra nè. Đó, nước ối nó nằm ở dưới đó các bạn thấy chưa. Nó đang gặn kìa. Để mình kiểm tra coi con của nó có cái đầu của nó các bạn. Nó có nhụy lên trên này không. Mà sao thấy chân chỗ đó nó to quá. Đó, nó gặn đó. Rồi heo mình ra con đầu tiên nè các bạn. Nó ra gần tới rồi nè. Mình thấy nó dãy dãy rồi. Coi ra đầu trước hay là đuôi trước đây. Cái này là chắc đuôi trước rồi các bạn ơi. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đó. Để mình tiếp kéo nó ra. Đó. Con nhỏ các bạn ơi. Con nhỏ mà nãy giờ nó ra chậm quá các bạn ơi. Thứ hai luôn kìa các bạn. Con thứ hai ra theo luôn kìa. Rồi mình cho các bạn coi nè các bạn. Đây là hai con nó mới đẻ ra luôn nè. Con đầu tiên ra bắt đầu là con thứ hai ra theo luôn. Con đầu tiên tí xíu nữa là ngọp rồi. Mình định can thiệp rồi đó. Bắt đầu là nó chào ra. Rồi mình không can thiệp. Đó con heo này đẻ con nhỏ các bạn ơi. Chứ con không to đâu. Nhỏ hơn con hồi đêm hôm nha. Nè các bạn coi bụng nó nè. Các bạn cùng đón với mình đi. Con này mình đón là tầm 15 đến 17 con. Tại vì hai con đầu tiên mà nó ra nhỏ là mình biết con này nó đẻ nhiều. Cái bụng nó thì nó cũng tương đối, nó cũng bự, nhưng bự bự tương đối thôi, chứ không bằng cái con hồi đêm trước. Nhưng mà nó đẻ con nhỏ hơn con đêm trước, là mình đoán là cái con này có thể là đẻ nhiều hơn cái con đêm trước luôn. Bụng nhỏ nhưng có thể đẻ nhiều hơn luôn, tại vì con của nó rất là nhỏ luôn. Các bạn đoán với mình nha, mình đoán từ 15 đến 17 con á. Có thể là trên 15 con các bạn. Rồi để mình cho hai con này vô sọt đi, rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Rồi mình quay tiếp cho các bạn xem cái con thứ ba chuẩn bị ra nè. Đó con thứ ba ra nè các bạn ơi. Rồi con thứ ba muốn ngọt rồi để mình xử lý nó nha. Rồi ở đây mình quay cho các bạn xem ba con của mình nè các bạn. Đó nãy giờ đẻ ba con mà ba con rất nhanh luôn. Nãy giờ kiếm cái cây kìm mà bấm rúng của nó mà để đâu mất tiêu rồi. Để lát nữa mình kiếm gặp thì mình bấm rúng sau nha. Mình buộc rúng rồi mà mình chưa có bấm. Rồi đây nè các bạn, heo của mình đang chuẩn bị gặn ra con thứ tư nè các bạn. Đó, nó ngoảy đuôi nó chuẩn bị gặn nè. Gần ra các bạn ơi, gần ra tới rồi. Đó, đó, ra tới rồi đó. Rồi, ra luôn nè, đó, ra giò trước. Con nhỏ các bạn ơi. Đó, con này con thứ tư rồi nha. Để mình lau chùi tiếp nó các bạn. Con này nhớt nhiều nha. Rồi đây là con thứ tư nè các bạn, mình sẽ cho vô chung với đàn nó. Đó, nó rất là nhỏ luôn, nó nhỏ hơn ba con sinh trước nữa. Rồi hiện tại là được 4 con rồi nhưng mà bụng vẫn còn to lắm các bạn. Bụng vẫn còn đội lắm, đội đều luôn á. Nó đội nguyên một vùng này luôn nè, nó không nhô cao thôi chứ nó đội nguyên một vùng này luôn nè. Là con này nó đẻ con nhỏ thì nó sẽ đẻ nhiều con nha các bạn. Chuẩn bị gặn nữa rồi. Rồi nè các bạn, ở đây heo của mình vừa mới ra con thứ 7, con thứ 8 luôn nè các bạn. Ở bên đây nè, cái con này là con thứ 6 nè. Rồi cái con khô bên đây á, là con thứ 7 nè. Con này vừa mới ra là con thứ 8 nè. Nó ra gần tới xương chậu các bạn, mà nhưng mà nó co giò lại giống như con này vậy nè. Giống như con này nè, nó co giò lại nên kích thước nó quá to luôn. Kích thước nó quá trời to luôn nên mình phải kéo cái chân thẳng ra. Thì kích thước nó nhỏ lại thì nó mới qua cái xương chậu được các bạn. Nó tới xương chậu rồi nó co giò lại à. Mà nó ra đít trước là cũng đỡ nha. Nó ra giò sau trước á. Chứ nó ra cái đầu á, nhiều khi mình kéo ra cũng hơi cực. Nhưng mà cái con này được cái là xương chậu nó nở, chứ mà con nó nhỏ thì nó dễ ra các bạn.
Hiện tại thì của mà heo của mình là được 7 con rồi các bạn. Ở đây là con thứ 5 này nha, rồi con khô là con thứ 6, rồi con này là con thứ 7. Hiện tại là được 7 con mà bụng vẫn còn to lắm các bạn ơi. Trong đây 4 con nè. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình heo nó đẻ thêm cho các bạn xem nha. Rồi nè các bạn, heo mình ra con thứ 8 rồi nè các bạn. Con thứ 8 này ra đầu trước nha các bạn ơi. Nãy giờ mình thấy nó lòi lòi lòi, bắt đầu là mình đưa tay vô mình kéo nó ra luôn đó cho nó nhanh, để con mẹ nó gặn hoài con mẹ nó mệt. Rồi để bây giờ mình kéo con này ra kế bên đi, mình kiểm tra coi là có con nào ra gần kế nó nữa hay không nha. Ôi ra thêm một con thứ 10 luôn kìa các bạn, con thứ 9 luôn kìa. Hai con gan lượt nãy giờ hai lần rồi đó, lần đầu tiên là hai con gan lượt, bây giờ con thứ 8, con thứ 9 ra kế bên luôn nè. Rồi bây giờ để mình kiểm tra coi, chắc có thể là có con nó gần tới nữa đó các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem nè các bạn, hiện tại là mình được 10 con rồi nè. Ở đây là 3 con nè, trong sọt này 6 con với một con khô lúc nãy là 10 con rồi. Mà cái con nãy mình kiểm tra là nó ra cũng gần tới rồi, bây giờ mình nghĩ là còn cũng còn một hai con nữa gần ra nữa đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra thêm nữa nha. Rồi đó các bạn, sau khi mình kiểm tra thì mình chưa thấy cái gì hết á. Rồi bây giờ mình sẽ buộc rúng, rồi mình lau chùi ba con này, mình bỏ vô chung đây mình giữ ấm đi. Rồi đợi thẳng một con nữa thì mình cho nó bú trước luôn nha. Đó, heo mình 10 con, nhưng mà bụng nó vẫn còn nha các bạn, nó hơi xẹp nhưng mà bụng nó vẫn còn nha. Cái khúc giữa bụng này nè là nó vẫn còn đội lắm. Rồi mình quay nha cho các bạn xem nè, hiện tại là trong sọt một con với khô một con là 10 con nè. Đó, bây giờ mình đợi khoảng chừng 5 đến 10 phút nữa đi, nếu mà không có con nào đẻ ra nữa thì mình sẽ cho 9 con này bú trước, rồi những con nó đẻ sau á là mình sẽ nhốt vô trong sọt rồi mình sẽ cho nó bú sau nha. Rồi khi nào mà cái đàn này nè nó bú no rồi bắt đầu mình nhốt vô sọt lại, mình sẽ thả những con mới đẻ đó ra cho nó bú. Rồi các bạn chờ mình tí nữa đi nha, rồi heo nó đẻ thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn xem. Đây các bạn xem mấy đàn bên đây nè, con nái ngủ mê, nó mê mà dậy luôn á đó. Đó đàn heo con ngủ các bạn nhìn thấy mê chưa. Bên đây mình không có bắt đèn, cho nó nằm gom lại nè. Bên đây là đàn heo thịt, không thấy đường luôn. Rồi đây nè các bạn, nãy giờ heo của mình đợi khoảng 15 phút rồi mà nó chưa có gặn ra. Nó gần ra rồi, nó ra nước ối các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ thả cái đàn này ra trước để mình lấy cái khoảng trống để cho những cái con mới vô đây. Mình cho 9 con này nó bú trước nha. Bây giờ mình thả nó ra nè. Mình mới vừa thả 9 con ra nè các bạn, để mình kiểm lại coi mình nói nãy giờ có đúng hay không nha. 1, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, với một con khô nó là 10 con. Đàn mình hiện tại là 10 con rồi. Rồi heo mình ra tới nè các bạn, con thứ 11 nha các bạn ơi. Con thứ 11 này cũng coi gôi à, chứ không có được bự lắm. Đó các bạn nhìn thấy những con đi trước với những con sau chưa. Con 11 này nhỏ hơn mấy con mà xanh đầu tiên nữa nè. Rồi để mình dời nó qua một bên đi. Rồi ở đây mình cho các bạn xem nè, nó mới vừa ra một con khô thai nữa nè các bạn, là con thứ 12 nè. Cái con này nhỏ hơn cái con mà lúc nãy nha các bạn. Cái con này phân nửa cái con hồi nãy à, là con thứ 12 rồi nha. Rồi mình quay tổng thể cho các bạn xem nè, 9 con là đang kiếm vú bú nè. Rồi ở trong đây con nữa là 10 con nè, hai con khô là 12 nha. Nó đàn này nó cũng quay lại nó bú dữ rồi nè. Rồi heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 13 nè các bạn. Ra gần tới rồi các bạn ơi, con thứ 13 nha. Đó đó, đây nó ra chùm nhau trước đi, rồi bắt đầu ra con thứ 13 sau nè. Đó, con thứ 13 nha. Ra con thứ 14 luôn kìa các bạn. Đó, con 13, 14 ra một lượt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lau chùi hai con này đi thì mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Hiện tại là heo mình được 14 con. Nãy giờ nó đẻ 3 lần rồi đó các bạn. 3 lần là hai con ra một lượt luôn. Con trước bắt đầu con sau ra tới luôn. 3 lần như vậy rồi. Lần đầu tiên, rồi lần giữa, rồi này là 14 rồi. Đó, hiện tại là heo mình được 14 con, hai con cũng gôi gôi mà nãy giờ nó gặn lâu lắm các bạn. Mình nghĩ là nó còn vài con mà nó đi gần tới đây rồi đó. 14 con nhưng mà vẫn còn nữa các bạn ơi, chưa hết đâu. Các bạn nhớ đón xem hết clip đi, xem heo mình đẻ được bao nhiêu con nha. Hai con này mình đã lau chùi và buộc uống xong rồi nè. Rồi bắt đầu mình bỏ vô với con này. Ở trong này được 3 con.
ở ngoài 9 con. Đó, hiện tại là heo sống 12 con, tổng đàn là 14 con. Rồi mình chờ một tí nó đi coi là nó đẻ được bao nhiêu con nha các bạn. Bụng nó vẫn còn các bạn ơi. Mình thấy chỗ này nè, nó vẫn còn nhô lên nè, là con nó tới đây rồi nè, nó gần ra rồi đó. Rồi, con này con thứ 15 rồi nè các bạn, mới vừa ra luôn nè. Để mình kéo nó ra nha. Cái con thứ 15 này là rất to luôn các bạn. Bây giờ mình bỏ vô luôn đi nha. Bỏ vô chung với này luôn đi, 4 con trong này, 9 con ở ngoài. Rồi, hiện tại heo mình là được 15 con rồi. Các bạn chờ nó đi, vẫn còn nữa chứ không phải là hết đâu. Còn nữa các bạn. Đây nè, chỗ này mình thấy nó đổi nè. Chỗ này nè, có cục chỗ này đổi nè. Là con nó vẫn còn. Đang phút chót, đang gây cấn các bạn ơi. 15 con rồi. Là nó còn một con nữa là nó bằng với con này nè. Đó, con này là đẻ 16 con nè. 16 con mà ngọt 2 con là còn 14 con. Rồi con này 15 con mà khô 2 con rồi, giờ là còn 13 con. Rồi vẫn còn nữa nha các bạn. Con thứ 16 nè các bạn ơi. Đó, hiện tại heo mình được 16 con rồi nha. Để mình chùi con này cái đi. Đây, mình quay cho các bạn coi con thứ 16 nè. Con thứ 16 này mình chỉ chùi mỏ với chùi mũi nó hết nhớt thôi các bạn. Còn mà cái này nè, nó có cái màn bao ở ngoài nó, mình không có chùi. Giống như mấy con này nè, mình không có chùi thấy không? Các bạn thấy cái màn bao không? Mình chùi là mất cái màn bao đó thì nó sẽ dễ lạnh nữa. Nhưng mà mình để màn bao đó đi, từ từ nó khô lại. Nó sẽ bảo vệ con heo luôn, nó sẽ gió lùa, nó sẽ ít lạnh. Giống như nó có cái miếng cao su nó bảo vệ ngoài, giống như mình mặc áo mưa vậy đó các bạn. Rồi, mình để con thứ 16 này vô nha. Đó, hiện tại heo sống là 14 con các bạn ơi. Mình chưa biết là còn con nào nữa hay không. Nó có ra một chùm nhau nhỏ rồi. Bây giờ cái con này hồi đầu tới bây giờ mình chưa chích oxytocin C nào hết giờ này các bạn. Mình sẽ tiêm cho nó là 3C oxytocin. Coi nó còn con thì nó đẩy con ra. Tại vì bây giờ nó đẻ 16 con nó sẽ mệt rồi. Nó không còn sức như ban đầu để nó gặn nữa. Bây giờ mình sẽ dùng thuốc mình hỗ trợ cho nó nha. Đó, hiện tại là heo của mình đẻ 16 con mà mình mới chích đó. Còn các bạn thường thường các bạn đẻ 1-2 con là các bạn chích rồi. Các bạn nên đợi heo mình đẻ khoảng 70% trở lên các bạn hãy chích, chứ các bạn đừng có gấp chích sớm nha. Ở đây là nó đẻ gần xong luôn rồi mình mới chích đó. Nãy giờ là mình chích oxytocin được khoảng 20 phút rồi các bạn, nhưng mà mình thấy nó ra một chùm nhau nhỏ chứ chưa có gặn gì hết trơn á, thì không biết là nó còn con hay không, thì mình chờ kết quả nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho 9 con này vào sọt trở lại, rồi bắt đầu là 5 con sau này á là mình sẽ cho nó ra bú nha. Khi nào mà 5 con này nó bú no, thiệt là no luôn, thì mình sẽ thả 9 con này ra cho nó bú chung luôn. Rồi mình chờ một tí nữa coi còn con nào nữa hay không nha các bạn. Rồi hiện tại thì mình thả 5 con này ra cho nó bú sau nè các bạn. Còn 9 con này thì mình nhốt lại rồi. Mình thấy nó muốn gặn nữa rồi, nhưng mà không biết là con hay là nhau đây. Mình cùng chờ kết quả nha các bạn. Rồi mình quay cho các bạn xem nè. 5 con này nãy giờ là nó bú no đó các bạn. Mình mới vừa bấm găng xong. Ngày mai mình sẽ cắt đuôi nó nha. Bây giờ 9 con trong đây nè, thì mình sẽ thả nó ra luôn. Thì heo của mình hiện tại là sanh được 16 con, khô 2 con là còn 14 con thôi các bạn. 14 con bằng với con bên đây nè. Đó, con bên đây thì nó cũng là 16 con. Con mới đẻ nó cũng 16 con. Con này thì ngọt 2 con, còn con kia thì khô 2 con. Rồi là hai con bằng nhau là còn 14 con nha. Bây giờ mình thả 9 con này ra luôn cho nó bú. Mình thả ra cho nó giành bú với nhau đi các bạn. Rồi nếu mà con này không đủ sữa thì ngày mai mình sẽ tập cho nó uống sữa. Còn mà nó đủ sữa thì mình để cho nó bú vài ngày thì mình sẽ tập cho nó nha. Bây giờ các bạn kiểm heo với mình coi là bao nhiêu con nha. 1 nè, 2 nè. Ở dưới con là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Đó, tổng đàn của mình là 14 con nha các bạn. Mình bấm găng là mình làm dấu từng con để lộn nè. Bắt đầu ngày mai thì mình mới cắt đuôi cho nó. Tại bây giờ cái chui ghim thì nó đầy hết rồi. Bây giờ tháo ra thì tắt bóng đèn thì nó hơi tối. Thôi để ngày mai đi. Bây giờ cũng gần 4 giờ sáng rồi các bạn ơi. Rồi các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình.
Rồi mình quay cho các bạn xem heo của mình nó đẻ xong rồi buổi sáng nè các bạn. Buổi sáng nó đứng dậy rồi ăn nè. Đó, bầy này mới đẻ hồi đêm hôm này nha. Giờ mình đổi cho nó ăn nha. Đẻ xong mà thức dậy ăn ghê không? Nó nằm hồi đêm hôm giờ các bạn, hồi lúc sáng khoảng 6 giờ mình thấy nó ngồi dậy nhưng mà không có đứng. Rồi bắt đầu là nó nằm xuống cho con nó bú một bề tới hồi lúc đẻ tới bây giờ luôn á. Một tí nữa mình nghĩ là nó ăn xong rồi nó sẽ nằm nó trở bề nha. Cái con này á, khi mà nó đẻ gần xong là mình đã tiêm cho nó một mũi hạ sốt rồi. Trong quá trình mà các bạn đỡ đẻ cho heo á thì các bạn nhớ tiêm, nó đẻ ra 4-5 con á thì các bạn nhớ tiêm cho nó một mũi hạ sốt, rồi gần xong nữa thì các bạn có thể tiêm nữa cũng được, hoặc là lúc mà nó đang đẻ thì nó không có vấn đề gì á thì các bạn đợi gần xong hoặc là đẻ xong các bạn tiêm hạ sốt cũng được nha. Ví dụ như con heo này là 200 kg thì hồi đêm hôm mình tiêm khoảng 15 cc nha các bạn. Rồi bắt đầu là mình để mình cho mấy con nái kế tiếp ăn luôn nha. Mình mới vừa đổ cho nó ăn khoảng gần 1 kg các bạn. Heo con hồi hôm giờ nó bú nó đã khỏe mạnh rồi nè. Bây giờ nó đã biết tránh mẹ nó rồi. Đó, mẹ nó đứng là nó dạt ra hai bên hết các bạn. Heo con khoảng 1 ngày là khỏe rồi, là nó biết tránh mẹ nó rồi, nó mạnh khỏe, nó chạy tới chạy lui được rồi. Còn mà lúc mới đẻ thì nó chưa có biết, nó lo nó bú vú mẹ nó không à. Nó cứ nhụi nhụi vô hoài à. Đó, bây giờ các bạn thấy không, nó gom vô gốc, dạt ra hết trơn rồi, nó hai tóp. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Để mình để cám sữa với amox cho mấy con này nó ăn. Hồi đêm hôm là mình dọn sạch luôn rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại cái mới, sáng nay làm lại cái mới cho nó nha.